Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phẩm Lợi Ái số 41. Chuyện trưởng lão Lôsaka. Tiền thân Lôsaka với người muốn mình lợi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão Lôsaka. Ai là trưởng lão Lôsaka? Một người ở xứ Kosala, con của người đánh cá, một tay ương cho gia địch. Khi làm tỷ kheo, vị ấy không bao giờ nhận được gì cả. Từ chỗ được sanh ở đời trước và khi mạng chung, vị ấy đã đầu thai vào bụng vợ một người đánh cá. Trong một làng đánh cá gồm 1.000 gia đình ở Kosala, trong ngày vị ấy đầu thai, 1.000 gia đình ấy và lưới cầm tay đi đánh cá trên sông, trên hồ, không bắt được một con cá nhỏ nào. Từ ngày đó trở đi, những người đánh cá gặp nhiều điều tổn hại. Khi vị ấy còn ở trong thai, làng của họ bị lửa đốt cháy 7 lần và bị vua xử phạt 7 lần. Như vậy, dần dần họ rơi vào túng thiếu. Họ suy nghĩ, trước kia chúng ta không như vậy, nay chúng ta gặp nhiều tổn hại, giữa chúng ta phải có một người số đen. Chúng ta hãy chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 500 gia đình, và nhóm nào có người số đen, nhóm ấy bị tổn hại, nhóm kia được tăng thịnh. Và cứ thế, họ chia nhóm ấy làm 2, chia làm 2 nữa. Như vậy, họ chia cho đến khi chỉ còn lại 1 gia đình ấy. Và khi tìm được kẻ số đen ở trong gia đình ấy, họ liền đánh đuổi đi. Người mẹ phải tìm sống một cách khó nhọc với bụng mang thai. Khi thai đến kỳ, bà sanh được đứa con trai. Đứa bé ấy được sanh trong đời sống cuối cùng, do đó không thể bị giết hại. Như ngọn đèn trong chiếc ghè, điều kiện để thành A-la-hán cháy đỏ trong tim của nó. Người mẹ nuôi dưỡng nó, tập nó chạy tới, chạy vòng. Và khi nó đã đi được, bà đặt trong tay nó một bát đi sinh, bảo nó đi vào một nhà kia, rồi bà bỏ trốn. Từ đó đứa bé sống một mình, đi tìm đồ ăn tại chỗ này, nằm ngủ tại chỗ khác, không tắm, không săn sóc thân mình, tìm sống một cách cực khổ, chẳng khác con quỷ ăn bụt. Nó dần dần lớn lên được 7 tuổi, lượm từng miếng cơm một mà ăn như con quạ. Tại một cửa nhà nọ, có đồ ăn còn lại từ các nồi cơm được rửa. Một hôm, tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất đang đi thất thực ở xá vệ, thấy đứa bé, suy nghĩ, không biết đứa bé đáng thương này ở làng nào. Khởi lòng từ bi đối với nó và gọi, hãy đến đây. Đứa bé đến đảnh lễ trưởng lão và đứng lại. Trưởng lão hỏi, con sống ở làng nào, cha mẹ ở đâu? Thưa tôn giả, con sống không nơi nương tựa, cha mẹ vì con sống quá mệt mỏi nên bỏ rơi con mà trốn đi. Con có muốn xuất gia không? Thưa tôn giả, con muốn xuất gia, nhưng ai sẽ truyền giới xuất gia cho kẻ khốn nạn như con? Ta sẽ truyền giới xuất gia cho con. Lành thay, tôn giả hãy truyền giới xuất gia cho con. Trưởng lão cho nó ăn các món ăn loại cứng và loại mềm, dắt nó đến tinh xá, tự tay tắm rửa nó, truyền giới xuất gia cho nó làm sa di. Và khi tuổi đầy đủ, liền trao đại giới cho nó. Khi nó trưởng thành, nó được gọi là trưởng lão Lôsakatissa. Trưởng lão Lôsakatissa ít được phước phận, nên ít được nhận đồ cúng dường. Truyền thuyết nói, dầu có lễ bố thí to lớn không gì sánh được, bụng trưởng lão cũng không no, mà chỉ được ăn vừa đủ để nuôi mạng sống. Một muỗng cháo đổ vào bát của trưởng lão hình như làm tràn đầy bình bát. Những người cho nghĩ rằng bình bát đã tràn đầy nên đem cháo cho người sau. Khi cháo được đổ vào bình bát trưởng lão, người ta nói cháo trong đĩa của người cúng như biến mất. Các đồ ăn cứng khác cũng vậy. Trưởng lão sau một thời gian thiền quán được tăng trưởng, chứng quả A-la-hán tối thượng, nhưng vẫn được đồ cúng dường ít oi. Thọ hành trưởng lão dần dần giảm thiểu, và ngày nhập Niết Bàn đã đến. Tướng quân chánh pháp hướng tâm đến, biết ngài trưởng lão đắc Niết Bàn vô dư y, tự nghĩ, trưởng lão Lôsakatissa hôm nay sẽ nhập Niết Bàn, ta sẽ khuyên người ta cúng dường trưởng lão đồ ăn như ý muốn.
Tôn giả Xá Lợi Phất đưa trưởng lão vào thành xá về khất thực. Tôn giả Xá Lợi Phất và Lô Sa Khatisa dầu đưa tay cho nhiều người ở xá vệ cũng không nhận được ngay cả một tô cháo. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo Lô Sa Khatisa về trước, ngồi tại phòng họp, rồi giữ đồ ăn nhận được đem về cho Lô Sa Khatisa. Những ai được Xá Lợi Phất giao đồ ăn đem về đều quên trao cho Lô Sa Khatisa và tự mình ăn đồ ăn ấy. Khi trưởng lão Xá Lợi Phất đứng dậy và đi về tinh xá, Lô Sa Khatisa đi đến đảnh lễ. Trưởng lão dừng bước, quay lại hỏi: "Này hiền giả có được đồ ăn không?" "Thưa tôn giả, chúng con sẽ nhận được đúng thời." Trưởng lão Xá Lợi Phất hoảng hốt nhìn giờ. "Thời giờ đã quá rồi." Trưởng lão nói: "Này hiền giả, hãy ngồi ở đây." Trưởng lão bảo Lô Sa Khatisa ngồi xuống trong phòng họp, rồi đi đến trú xứ Kosala. Nhà vua cho người lấy bát trưởng lão, bỏ đầy bát với 4 loại bánh ngọt và nói: "Đây là đồ ăn phi thời." Trưởng lão cầm bát đi về và nói: "Này hiền giả Ti Sa, hãy ăn 4 loại bánh ngọt này." Nói xong, tôn giả cầm bát và đứng chờ. Nhưng Lô Sa Khatisa hổ thẹn vì lòng kính trọng đối với tôn giả Xá Lợi Phất nên không dám ăn. Trưởng lão Xá Lợi Phất nói với Lô Sa Khatisa: "Này hiền giả, hãy đến. Ta đứng cặp bình bát này, còn hiền giả ngồi và ăn. Nếu tay ta rời bình bát này thì không còn vật gì nữa." Rồi trong khi bậc tối thượng tướng quân chánh pháp đứng cầm bát, tôn giả Lô Sa Khatisa ăn 4 loại bánh ngọt. Do thần thông lực thuộc bậc thánh của tôn giả Xá Lợi Phất, bánh ấy không biến mất. Khi ấy, trưởng lão Lô Sa Khatisa được ăn như ý muốn, đầy đủ, no bụng. Ngày hôm ấy, trưởng lão Lô Sa Khatisa đắc niết bàn, không có dư y. Bậc chánh đẳng giác đứng một bên và chứng kiến thân vị ấy được quả tán. Các xá lợi được thâu thập và điện tháp được dựng lên trên. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo đang ngồi họp tại pháp đường nói: "Này các hiền giả, Lô Sa Khatisa ít phước đức, ít nhận đồ cúng dường, do ít phước đức, ít được cúng dường như vậy, làm sao lại được thánh pháp?" Bậc đạo sư đến pháp đường hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông nay ngồi họp tại đây đang bàn câu chuyện gì?" Chúng tỷ kheo báo cáo câu chuyện ấy lên Thế Tôn. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo ấy do nghiệp mình làm nên không được cúng dường và đồng thời chứng được thánh pháp. Vì ấy thuở trước do làm chướng ngại người khác cúng dường nên ít được cúng dường. Nhưng do chú tâm thiền quán vô thường, vô ngã nên được thánh quả, chứng được các thắng pháp." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở ấy, trong thời bậc chánh đẳng giác Ca Diếp, có một tỷ kheo sống ở một làng nhỏ, được một vị điền chủ hộ trì. Tỷ kheo ấy tính tình bộc trực, hồn nhiên, giữ giới, chuyên tu tập thiền quán. Lại cũng có một trưởng lão A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, sống bình đẳng với các bậc đồng phạm hạnh. Vị này trước kia chưa bao giờ đến ngôi làng có người điền chủ đã ủng hộ tỷ kheo ấy, nay mới đến lần đầu. Người điền chủ hoan hỷ với cử chỉ của trưởng lão, cầm lấy bình bát mời vào nhà cung kính mời ăn. Rồi vị ấy nghe thuyết bài pháp ngắn, đảnh lễ trưởng lão và thưa tôn giả, hãy đi đến ngôi tinh xá gần đây của chúng tôi, chúng tôi vào buổi chiều sẽ đến yết kiến ngài. Trưởng lão đi đến ngôi tinh xá, đảnh lễ trưởng lão trụ trì và sau khi xin phép ngồi xuống một bên. Vị trụ trì thân mật hỏi thăm trưởng lão: "Thưa hiền giả được đồ ăn chưa?" "Dạ thưa được rồi." "Được tại đâu?" "Tại nhà điền chủ trong làng của tôn giả gần đây." Sau khi nói vậy, trưởng lão hỏi chỗ sàn tọa của mình, sửa soạn cất đặt y bát, rồi ngồi xuống thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Và buổi chiều, người điền chủ ấy đem theo hương, vòng hoa, đèn và dầu đi đến tinh xá, đảnh lễ vị trụ trì và hỏi: "Thưa tôn giả, vị trưởng lão khách đã đến chưa?" Sau khi được biết vị ấy đã đến rồi, người điền chủ đi đến vị trưởng lão khách, đảnh lễ, ngồi xuống một bên và nghe thuyết pháp. Vào buổi chiều mát, người điền chủ đảnh lễ điện Phật,
cây bồ đề, thắp đèn, mời hai vị đến nhà rồi ra đi. Trưởng lão trụ trì suy nghĩ, điền chủ này đã bị phân tâm. Nếu tỷ kheo này trú ở đây, điền chủ ấy không còn đếm xỉa đến ta một chút nào nữa. Trưởng lão trụ trì với tâm tư không được vui, suy nghĩ, ta phải làm thế nào để vị ấy không được ở trong tinh xá này. Đến giờ hầu thăm, khi trưởng lão khách đến, trưởng lão trụ trì không nói gì. Vì trưởng lão khách đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của trưởng lão trụ trì, tự nghĩ, trưởng lão này không biết ta không bao giờ gây trở ngại cho gia đình, cúng dường vị ấy hay đồ chúng vị ấy. Liền đi về trú xứ của mình, hưởng thọ lạc về thiền và lạc về quả. Trưởng lão trụ trì ngày hôm sau đánh nhẹ cái chuông phòng vị khách trọ, rồi lấy móng tay gõ nhẹ vào cửa và đi đến nhà người điền chủ. Người điền chủ cầm lấy bát vị ấy, mời ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi, trưởng lão khách ở đâu? Tôi không biết tin tức của bạn ngài. Tôi đã đánh chuông gõ cửa, nhưng không thể đánh thức vị ấy dậy. Tôi chắc là bữa qua, sau khi ăn thượng vị ở nhà của ngài, vị ấy chưa có thể tiêu hóa được, do vậy nay đang còn ngủ. Rất có thể ngài hoan hỷ với những sự kiện như vậy. Trong khi ấy, vị trưởng lão đã đoạn tận các lậu hoặc, nghĩ rằng thời gian đi khất thực của mình đã đến, liền sửa soạn thân mình tử tế, cầm y bát, bay lên hư không và đi đến một chỗ khác. Còn người điền chủ ấy cúng dường vị trưởng lão trụ trì cơm và sữa với bơ tươi, mật ong và đường. Rồi ông bảo chùi bát với bột thơm, đổ thức ăn đầy bát lần nữa và thưa, thưa tôn giả, trưởng lão ấy đi đường mệt, hãy đem đồ ăn này về cho vị ấy. Rồi đưa bát cho trưởng lão trụ trì. Vị này không thể từ chối, cầm bát đi và suy nghĩ, nếu tỷ kheo ấy uống cơm tửa này, có ai nắm cổ đuổi đi, vị ấy cũng không đi. Nhưng nếu ta cho người khác cơm tửa này, việc ta làm sẽ bị bại lộ. Nếu ta đổ xuống nước, bơ tửa sẽ nổi lên trên mặt nước và sẽ bị lộ. Nếu ta quăng trên đất, loài quạ sẽ tụ hợp lại và sẽ bị thấy. Nay ta quăng món ăn này ở đâu? Đang phân vân suy tính như vậy, vị ấy thấy một đám ruộng vừa bị đốt. Tỷ kheo ấy bới cát than đỏ lên, quăng đồ ăn tại đấy, lấy than đỏ che đậy lên trên, rồi đi về tinh xá. Không thấy tỷ kheo khách ở đâu, tỷ kheo trụ trì suy nghĩ, chắc tỷ kheo ấy đã đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của ta và đã đi chỗ khác. Ôi, ta vì nhân duyên cái bụng đã làm một việc không thích đáng. Do vậy sầu ưu khởi lên, và từ đấy vị tỷ kheo trụ trì như một con ma trên đất, không bao lâu mệnh chung tái sanh vào địa ngục. Trong hàng trăm ngàn năm, nó bị nấu ở địa ngục. Do ác nghiệp chín mùi, nó bị sanh 500 năm liên tục làm quỷ già xoa, không được ăn đầy bụng dầu chỉ một ngày. Chỉ trừ một ngày, nó được ăn no bụng với đồ quế nhiễm của bào thai. Rồi trong 500 đời, nó sanh làm chó. Khi ấy, chỉ có một ngày, nó được ăn no bụng với cơm được nôn ra. Trong thời gian còn lại, nó không bao giờ được đồ ăn đầy bụng. Từ thai tạng chó mạng chung, nó sanh trong một gia đình nghèo đói, trong một làng ở nước Kashi. Từ khi nó sanh ra, gia đình càng trở thành nghèo đói cùng cực. Nó không bao giờ được một nửa tô nước cháo chua vào bụng. Nó được đặt tên là Mita Vindaka. Cha mẹ nó không thể chịu khổ vì đói, đánh đuổi nó đi. Hãy đi, còn số đen bất hạnh kia. Không nơi nương tựa, nó đi lang thang và đến tại Ba La Nại. Lúc bấy giờ, Bồ Tát được sanh làm vị giáo sư có tiếng khắp bốn phương và đang dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Lúc ấy, dân ở Ba La Nại thường cho tiền những kẻ nghèo đói và cho họ học nghề. Mita Vindaka học nghề không tiền với Bồ Tát, nhưng tánh nó độc ác khó dạy, hay đánh lộn và hay đi lang thang. Được Bồ Tát khuyên dạy, nó vẫn không nghe theo. Vì có nó, tiền dạy của Bồ Tát trở thành ít oi. Nó gây lộn với các thanh niên khác, không nghe lời khuyên, cuối cùng trốn đi lang thang đây đó. Đến một làng biên địa,
và làm thuê sinh sống. Tại đấy, nó lấy một người đàn bà nghèo khổ và sinh được hai đứa con. Người trong làng thuê nó dạy cho họ biết thế nào là thiện, thế nào là ác, và cho nó một cái chòi để sống tại cửa làng. Do Mita Vindaka đến đây sống, dân chúng ở làng biên địa ấy bị vua xử phạt 7 lần, nhà của họ bị cháy 7 lần, và hồ chứa nước bị cạn 7 lần. Họ suy nghĩ, trước khi Mita Vindaka đến đây, chúng ta không có như vậy. Từ khi nó đến, chúng ta bị tổn hại. Vì thế họ đánh đuổi nó đi. Nó đem vợ con ra đi, đến một chỗ khác, vào một khu rừng do phiên nhân ngự trị. Tại đấy, các phiên nhân giết ăn thịt vợ con nó. Nó chạy trốn khỏi chỗ ấy, đi lang thang chỗ này chỗ kia, đến một bến tàu tên là Gambira. Đúng vào ngày một chiếc tàu mới được hạ thủy, nó trở thành người làm thuê trên tàu. Khi chiếc tàu đi trên mặt biển được 7 ngày, đến ngày thứ 7, tàu đứng lại như bị mắc cạn. Họ rút thăm ai là con số đen bất hạnh. 7 lần thẻ rơi vào Mita Vindaka. Họ cho nó một cái bè tre, bắt tay nó quạt xuống biển, rồi tàu lại ra đi. Mita Vindaka leo lên bè tre và trôi trên mặt biển. Do quả nó đã giữ giới trong thời Đức Phật Ca Diếp Chánh Đẳng Giác, trên mặt biển nó gặp 4 tiên nữ trong một lâu đài bằng pha lê. Với chúng, nó sống trong 7 ngày hưởng hạnh phúc. Bây giờ các loài quỷ ở lâu đài ấy hưởng hạnh phúc trong 7 ngày. Sau 7 ngày, chúng phải ra đi để chịu đau khổ. Lúc ra đi, chúng bảo nó đợi ở đây cho đến khi chúng trở về. Chúng đi rồi, Mita Vindaka lại leo lên bè tre đi chỗ khác và gặp được 8 tiên nữ ở trong lâu đài bằng ngọc. Từ đấy nó đi nữa và gặp được 32 tiên nữ ở trong 16 lâu đài bằng vàng. Không nói gì với chúng, nó lại bỏ đi và thấy một thành dạ xoa ở giữa hòn đảo. Tại đấy có một nữ dạ xoa sống dưới hình dạng con dê. Mita Vindaka không biết nó là nữ dạ xoa, nắm lấy chân con dê để ăn thịt. Con nữ dạ xoa ấy với quy lực của mình nhấc bổng nó lên và quăng nó ra xa. Nó bị quăng ngang qua cửa biển, rơi xuống một bụi gai tại một cái hào khô nước, lăn tròn rồi đứng dậy. Lúc bấy giờ tại cái hào ấy, bọn trộm thường đến để giết dê của nhà vua. Các người chăn dê đứng núp trình bắt ăn trộm. Mita Vindaka sau khi lăn tròn đứng dậy trên đất, thấy các con dê, liền nghĩ: ta đã bắt chân con dê trên hòn đảo ở biển, bị nó quăng rơi tại đây. Nếu nay ta lại bắt chân con dê, thì nó sẽ quăng ta đến chỗ các tiên nữ ở trong lâu đài trên mặt biển, tại bờ bên kia. Khi tác ý bất chánh như vậy, nó liền nắm chân một con dê. Lập tức con dê bị nắm kêu lên. Các người chăn dê từ nhiều chỗ núp chạy đến, bắt nó và nói: đây là đứa ăn trộm đã bắt các con dê của vua từ trước đến nay. Chúng đánh nó, trói nó và dẫn nó đến trước mặt vua. Lúc bấy giờ, Bồ Tát với 500 thanh niên Bà La Môn vây quanh ra khỏi thành để đi tắm. Thấy Mita Vindaka nhận được nó, Bồ Tát nói với các người ấy: này các bạn thân, đây là đệ tử của tôi, sao lại bắt nó? Các người ấy nói: thưa tôn giả, đây là đứa ăn trộm dê. Nó bắt chân một con dê nên chúng tôi bắt nó. Hãy giao nó cho chúng tôi để làm nô lệ, nó sẽ dựa vào chúng tôi để sống. Thưa dân tôn giả. Rồi họ thả nó và ra đi. Bồ Tát hỏi nó: này Mita Vindaka, từ trước cho đến nay ngươi sống ở đâu? Nó kể lại tất cả công việc nó làm. Bồ Tát nói: vì không nghe lời những người muốn nó hạnh phúc nên nó phải chịu mọi sự bất hạnh như vậy. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này: với người muốn mình tốt, với người thương tưởng mình, cứng đầu không theo lời, sẽ gặp điều sầu muộn, chẳng khác Mitaka nắm chặt chân con dê. Lúc bấy giờ, khi cả vị giáo sư và Mita Vindaka mạng chung, họ đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, chính Lô Sa Kha này đã tự làm cho mình được ít đồ cúng dường
và đồng thời được thánh pháp. Sau khi nói pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Mita Vindaka là trưởng lão. Ha ha ha, 问什么的说